tired, I'm feeling so tired. I've lost, I can't sleep tonight. Cry, I cry, as time passes by. It's 2 at night, I can't sleep tonight. Why, just why, I feel. Hello, hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Theo như lời hứa, hôm nay mình đã quay trở lại với một video tóc son tinh bóng. Cơn sốt son tinh bóng vẫn chưa hề hạ nhiệt, và các loại son tinh bóng trên thị trường ngày càng đẹp và xuất sắc hơn. Son tinh bóng vừa giúp môi căng tràn và còn siêu hắc tuổi nữa, nên là không để mọi người chờ lâu nữa, cùng bắt đầu video luôn nào. Mở đầu là em Innisfree Vivid All Tint màu số 05 Brit Brown Cherry. Đây là thỏi son đã từng nằm trong video tóc son đỏ trầm từ mùa đông năm ngoái của mình rồi. Đến nay em nó vẫn thuộc top yêu thích của mình. Packaging đơn giản được làm bằng nhựa trong suốt, có thể thấy màu son bên trong. Thân son hình tròn trụ nhỏ nhắn. Phần mút có hình chóp rất dễ di cọ vào viền môi. 05 Brit Brown Cherry là một màu đỏ nâu trầm thuộc về tông ấm. Màu son không có điểm nào để chê cả, không kén tông da cũng không kén miếng răng. Nếu để mặt mộc thì tô nhẹ lòng môi, còn nếu tô phun môi thì mọi người nên make up nhẹ nhàng một chút nha. Chất son dòng Vivid All Tint đúng như cái tên, lớp bóng bên trên trơn mượt như một lớp dầu dưỡng, nhẹ nhàng không hề nặng môi đâu nha. Son bóng nhưng không gây chăm chích khó chịu. Độ lên màu của em này cực chuẩn luôn. Son vẫn transfer khi mình ăn uống và lớp bóng bên trên sẽ trôi bớt và để lại lớp tint màu bên dưới trùng với màu son. Độ bám trung bình từ 4 đến 5 tiếng và đặc biệt không gây khô môi đến cuối ngày nhé. Tiếp theo là NBA Lucky Shine Tint 102 BU. Packaging hình ống nhựa tròn đục có màu trùng với màu son bên trong. Phần mút được vát xéo, một lần nhúng cọ lấy ra một đường khá ít, chỉ đủ tô lòng môi thôi. 02 BU là một màu cam sang hô. Màu son này sẽ hợp nhất đối với những bạn có nước da từ trung bình tới sáng và có miếng răng trắng sáng nha. Bộ sưu tập Lucky Shine Tint mang màu sắc tươi sáng mùa hè, nên sẽ không có những tông trầm đất trendy như những bộ sưu tập son khác. Và mình cũng đã có video swatch full bảng màu rồi nên mọi người nhớ check nha. Chất son dạng gel nước hơi dày một chút nhưng lên môi là ẩm mượt và không hề bết dính luôn. Màu son lên môi có phần hơi nhạt và cần phải tô nhiều lớp để màu son lên chuẩn hơn. Lớp bóng trên môi giữ được tầm 1 đến 2 tiếng và sẽ trôi đi nếu mình ăn uống và bặm môi nhiều. Nên là nếu muốn lớp bóng giữ trên môi lâu hơn thì mọi người đừng nên bặm môi nhiều quá nhé. Lớp tint còn lại sẽ có màu cam nhạt và độ bám trung bình sẽ khoảng từ 3 đến 4 tiếng thôi. Tiếp theo là em son mở đầu cho xu hướng son tint bóng chính là Ramen Juicy Lasting Tint. Màu mình chọn là 12 Cherry Bomb. Packaging của em nó mình đã nói rất nhiều trong những video trước rồi, nên hôm nay mình sẽ không nhắc lại nữa nhé. Cherry Bomb là một màu đỏ cherry có base hồng và thêm một chút ánh tím nhẹ. Đây là màu son mình đã tìm kiếm rất là lâu luôn. Khi thấy mấy chị Hàn Quốc sử dụng cực kỳ xinh trên nền da trắng rất là nổi bật luôn. Màu son không kén tông da và không kén miếng răng nha. Tuy có base hồng nhưng màu son vẫn không bị sến. Lên môi căng mọng như một trái cherry đúng nghĩa luôn. Chất son dòng Juicy căng mọng và rất nhẹ môi. Lớp bóng bên trên vẫn có màu, không được trong suốt như dòng Lasting Quantity nha. Như ưu điểm là màu son sẽ lên đậm và chuẩn hơn. Nhược điểm của em nó là đến cuối ngày son sẽ đọng ở lòng môi nhiều hơn và môi sẽ hơi khô xe lại. Vì son có tint hồng nên độ bám của em này sẽ rất cao, từ 6 đến 7 tiếng đối với lớp tint. Đối với lớp bóng thì sẽ mất dần sau khoảng 1 đến 2 tiếng nha. Love, I love to cover my thoughts. Don't want anyone to cross my thoughts. Và tiếp theo vẫn là nhà Ramen, dòng Lasting Water Tint. Màu mình chọn là 04 Vintage Ocean, là một màu đỏ nâu trầm có ánh cam thuộc vào tông ấm. Về packaging vẫn như cũ, và sau khi sử dụng nhiều loại mút khác nhau của các dòng tint bóng khác thì mình lại không thích đầu mút dạng mút này nữa. Phần son lấy ra khá ít và di cọ trên môi cũng không thoải mái bằng dạng vát xéo, nhưng không hề ảnh hưởng đến chất lượng son nha. Vintage Ocean là màu son siêu xuất sắc và không có gì để chê hết, rất tôn da và tôn răng. Nhược điểm là màu son lên khá nhạt và mỏng nên cần phải trồng nhiều lớp để màu son lên chuẩn hơn nha. Chất son được cải tiến với lớp bóng bên trên trong suốt như nước và cảm giác vô cùng thoải mái luôn. Hiệu ứng môi mỏng nước son mang lại vô cùng đẹp, trong veo như là pha lê vậy đó. Độ bám của em nó sẽ không cao lắm đâu nha, khoảng tầm 4 đến 5 tiếng thôi. Và nếu càng bặm môi nhiều thì lớp bóng càng nhanh trôi nhé. To cross my thoughts. Tired, I cry as time passes by. It's 2 at night, I can't sleep tonight. Tiếp đến là em son đến từ nhà Eclipse dòng Clear Water Tint, màu số 04 Honey Black Tea.
Mình cũng đã swatch trọn bộ dòng son này trên channel của mình rồi nên mọi người nhớ check nha. Thỏi son có màu trắng đục và thông tin màu son được in khá nhỏ dưới đáy nên khó phân biệt giữa các màu son hơn. Phần mút son giống với ramen có dạng ngòi bút. 04 Honey Black Tea là một màu cam nâu đỏ đúng nghĩa trà đen mật ong. Màu son lên môi sẽ ngả sang màu đỏ nâu nhiều hơn cam và cũng tùy thuộc vào sắc môi của mỗi người nữa nha. Đây cũng là màu son rất phù hợp với những bạn da ngâm. Chất son của Eclipse khá giống với ramen Clasping Potatin nhưng dày hơn một chút và lớp bóng bên trên vẫn có màu chứ không trong suốt như ramen. Ưu điểm của chất son này là lên màu chuẩn và ăn màu vào môi hơn ramen nha. Độ bám không được cao lắm, khoảng từ 3 đến 4 tiếng thôi nhé. It's love, what even is love? Now I'm empty, empty, empty. I still don't try. Cuối cùng là em son mình đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều trong các video trước, chính là Merzy Aurora 218. Màu mình chọn là DT04 Maple Moment. Không biết mọi người đã chán chưa khi mình nhắc và khen em này quá nhiều rồi. Vì thật sự đây là em son tim bóng mình thấy đỉnh nhất từ trước tới giờ luôn. Maple Moment là màu đỏ nâu cam thuộc tông ấm và có nhiều ánh cam hơn 04 Vintage Ocean nha. Chất son siêu đỉnh với lớp bóng bên trên căng mọng như một viên kẹo bọc đường. Son siêu mỏng nhẹ, cảm giác trên môi nhẹ nhàng như không tô son vậy đó. Tất cả các dòng tim bóng hôm nay mình swatch đều có chất son mỏng nhẹ như không. Nhưng xét về độ bóng thì Merzy sẽ có độ bóng nhiều và đẹp nhất nha. Về độ bám thì em nó hơi thu thiệt một chút, vì tim màu không bám quá lâu trên môi, khoảng từ 3 đến 4 tiếng thôi. Nếu mọi người muốn một em son bám lâu thì nên chọn Ramen dòng Juicy Lexington hoặc là Innisfree Vivid Artin nha. Ok, mình sẽ tổng hợp lại toàn bộ màu son trên môi và tint màu còn lại trên tay nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận bây giờ. Video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nhớ like và subscribe channel của mình và nhấn cái chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của mình nhé. Bye!